như đồ gỗ Sơn Đông xin chào toàn thể tất cả các quý cô chú và anh chị. Và đến với video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một cái bộ bàn ăn được làm theo cái phong cách là tối giản nhất có thể nha cả nhà. Trong những cái video vừa qua thì em cũng đã giới thiệu các bộ bàn ăn về dòng gỗ cẩm nè, về mua sọc Lào hay là những cái bộ được thiết kế theo kiểu dạng tân cổ điển hoàng gia, thì cũng có rất là nhiều khách hàng quan tâm về những cái mặt hàng được thiết kế theo cái lối tối giản. Và cái bộ bàn ăn này thì em Nhi cũng mới vừa lên kệ thôi. Và cái bộ bàn ăn này thì em được làm từ cái dòng chất liệu đó chính là dòng gỗ gõ đỏ Ba Chi của Nam Phi nha. Riêng đối với cái bộ sản phẩm này không có nhiều cái đường nét chạm chỗ, nhưng mà nó sẽ nổi bật ở cái phần bàn cũng như là cái phần ghế. Tại vì cái phần mặt bàn này đây nè mọi người, em được làm với cái nguyên một tấm bàn luôn. Nó sẽ có một cái độ dày nguyên tấm là 3cm ha. Nếu mà mình nhìn gần mình sẽ thấy những cái phần vân gỗ rất là đẹp dành cho cái bộ bàn ăn này luôn. Các anh các chị có thể là nhìn thấy rõ ở trên cái phần mặt bàn. Đầu tiên thì với chiếc bàn này, bên em sẽ làm với cái kích thước chiều dài là 1m60 ha cả nhà, 1m66. Và cái phần bề rộng của nó là 79cm và cao là 79cm. Đó, và nguyên một cái tấm mặt bàn này sẽ được làm hoàn toàn là nguyên một cái tấm gỗ luôn ạ. Rồi, cái phần chân này cũng vậy. Cái phần chân này thì được làm nguyên một cái trụ vuông. Đó, nguyên cái trụ vuông nguyên khối luôn ha. Tất cả các cái mối nó ghép đều được làm mộng rất là chỉnh chu, cũng như là nó sẽ đảm bảo về cái độ bền trong cái quá trình của mình sử dụng. Còn về cái phần ghế còn về phần ghế thì cũng được thiết kế theo cái lối tối giản. Phần lưng tựa này nè, thì bên em sẽ làm có một cái độ cong và cái độ ngã nhẹ thôi. Cái độ ngã này khi cho cái người mình ngồi vào, cái cảm giác mình vừa ngã đầu ra, cái cảm giác nó sẽ thoải mái, cũng như là khi mà mình ngã ra như thế này, nó cũng không có bị bật ra phía sau. Đó. Và thêm một cái nữa thì nó được làm bởi những cái thanh song tiện như vậy đây nè, thì nó sẽ rất là dễ dàng vệ sinh lau chùi luôn. Các cô chú anh chị nào mà thích cái kiểu lối tối giản thì có thể là tiện chọn qua cái bộ ghế này nha. Còn về cái phần mặt ngồi thì em cũng sẽ làm là mặt liền tấm, chân cũng vậy ạ. Đó, ở đây là dưới cái phần gầm nè cả nhà. Tất cả các cái ngóc ngách cũng như là những cái phần gầm của bên em thì sẽ làm rất là sạch sẽ luôn ha. Ngoài ra sẽ là chà nhám cũng như là sơn phách đầy đủ. Các cái phần chân mọi người có thể là sờ từ bên trong ra tới bên ngoài là cũng sẽ được làm chà láng và sạch luôn nha cả nhà. Đó. Rồi, bộ bàn ăn này thì do cái thước bàn chỉ có 1m66 thôi, thì bên em sẽ kết hợp cho mình là 8, cho mình là 6 chiếc ghế ăn. Đó, các cô chú anh chị nào mà gia đình mình có thể là đông thành viên hơn thì mọi người có thể là đặt thêm hai cái nữa, mình để ở hai phía đầu. Toàn bộ sẽ được sử dụng bởi cái dòng gỗ đó chính là gõ đỏ của Ba Chi. Rồi, một cái điều quan trọng em xin nhắc lại 3 lần, đó chính là cái tấm mặt bàn này thì em làm nguyên một tấm nha cả nhà. Ai mà thích những cái mặt bàn ăn nguyên tấm nhưng mà ngại về cái giá thành cao của những tấm mà nó dày lên tới 10 hay là 12, 15 phân thì có thể là suy nghĩ qua những cái loại tấm mà chỉ dày 3 phân như thế này, giá thành nó cũng ổn luôn ha. Và bên em thì sẽ làm hai loại, một loại là mặt nguyên tấm như thế này, còn một loại thì mình sẽ làm dạng là khung tranh. Giá thành của nó cũng sẽ chênh lệch nhau khá là cao đó. Các quý cô chú anh chị nào mà mình quan tâm đến những cái dòng bàn ăn như vậy thì cứ alo liên hệ cho em Nhi qua số điện thoại trên màn hình là 0972 636 709 để em có thể là tư vấn kỹ hơn cho tất cả các quý cô chú anh chị của mình nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip giới thiệu các cái dòng sản phẩm tiếp theo ở đây ạ. Rồi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại nha.